Ngày 1 tháng 12 năm 2020, nhằm ngày 17 tháng 10 năm Canh Tý, sau ngày giỗ tổ khai sáng, hàng đệ tử, đệ tôn trong tông môn Tổ đình Chùa Hoằng Pháp đã cùng nhau tham dự khóa tu về nguồn dành cho chư tăng tông môn lần thứ nhất diễn ra tại Chùa Hoằng Pháp trong Thâm Tình Keo Sơn. Với mong muốn, khóa tu là dịp để đại chúng tăng thiết lập và nuôi dưỡng nguồn năng lượng bình an kính dâng lên tổ, gửi đến thầy, soi sáng, tiếp nối, phát huy sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Buổi sáng, đại chúng phân tập về pháp đường của tòa nhà Pháp Luân để cùng lắng nghe thời pháp thoại, lắng nghe lời thầy từ Thượng tọa Thích Chân Tín trụ trì Chùa Hoằng Pháp. Dựa theo những lời dạy ở trong luật của các tổ, cụ thể là cái cuốn Tỳ Ni Sa Di Oai Nghi Cảnh Sát. Chẳng hạn như về phần oai nghi đó, nói chắp tay, thì trong đó dạy mình là 10 ngón bằng nhau, không bọng, không xòe, không cao, không thấp. Thì mình căn cứ vào đó, mình hướng dẫn cho Phật tử. Và nếu mà chúng ta ai cũng thực hiện như vậy á, thì tự nhiên nó trở thành đẹp thôi. Một người làm thì không đẹp, nhưng mà nhiều người làm giống nhau thì nó sẽ đẹp. Thượng tọa đã có đôi lời tâm sự về khoảng thời gian quá khứ thiết lập khóa tu Phật thất cho quý Phật tử, hình thức tu tập đại chúng, những oai nghi của người tu học Phật. Qua đây, thầy đã ôn lại những oai nghi căn bản, cần thiết thể hiện sự chánh niệm, tu tập trong từng cử chỉ nhỏ nhất hàng ngày. Mỗi người hãy tự ý thức nơi bước chân, lời nói, hành động của mình. Từ đây, sau khi về lại cơ sở, quý thầy sẽ hướng dẫn đến quý Phật tử tại nơi đó. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 lại bùng phát trở lại và có phần diễn biến phức tạp, thế nên khóa tu về nguồn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 năm 2020 sẽ dừng lại sớm hơn để đảm bảo tình hình hiện tại. Tuy nhiên, khóa tu vẫn để lại một kỷ niệm đẹp trong lòng đại chúng về tình thầy trò huynh đệ.